Xin quý vị một tràng pháo tay cho tất cả các táo cũng như Ngọc Hoàng và vợ cũng Ngọc Hoàng quý vị. Các táo tới chưa? Ngọc Hoàng thượng đế giá băng, lão lẩu giá lâm. Thì năm nay các táo Việt Nam lên báo cáo chuyện hạ giới cuối năm, phải không Thiên Lôi? Thiên Lôi đâu rồi? Super Bowl, Thiên Lôi đã âm thầm bỏ xứ, đi mất biệt rồi bé Hà. Trời ơi là trời. Ồ, ta lại kêu tên ta nữa rồi. Nhưng đúng rồi đó, hôm nay có các táo Việt Nam lên chọn Ngọc Hoàng. Thiên Hạ nói có sai đâu, không ăn đậu mỗi ngày, không phải là mễ, không đi trễ mỗi lần họp, không phải là người Việt Nam. Có chuyện đó à? Hiền ưng ưng, sao lại nói vậy? Cuối năm ai cũng bận rộn lo cho việc tiền bạc. Vả lại mấy tuần gần đây football nó hành chậm, mất ăn mất ngủ. Chậm đang lo ngại sau cái trận hay kịch thua, vương quốc của chậm cũng bị chao đảo đó mà. Đấy đấy, Ngọc Hoàng không nhắc thì thiếp quên cái hẹn làm móng tay gắn lông mi giả, lại còn đi shopping lựa mấy cái váy ăn tết đi chứ. Thì nghĩ mình là người Việt Nam mà đến trễ chút đâu có sao đâu, phải không Ngọc Hoàng?
cho biết sau khi ta tiếp kiến với các dân, ta còn phải đón Uber sang Ả Rập Saudi để gặp các táo Iran, Iraq nữa không? Báo cáo nhanh đi. Ông sao? Kiếp đạo thì người Ngọc Hoàng mọi nơi người ta tới tiêm châu cứ làm gì có chuyện Uber của Iraq đi khác. Bây giờ bà báo mình ai muốn báo cáo trước đây? Thôi ông đi, ông nhiều chuyện lắm, báo cáo trước đi. Thì cháu này, cháu của nước Mỹ này không cổ thì được báo cáo trước đi. Thằng cháu văn hóa tuổi trẻ thanh niên chúng thành xin kể việc dưới thế gian trước là tiểu bang Massachusetts. Người Việt tuy ít nhưng lại đoàn kết nên đã kiện toàn được nhiều việc tốt bề hạ. Lãnh đạo chủ chốt là ban chấp hành phục vụ chân thành, hy sinh hết mực, thời gian công sức khổ cực quá trình, không ngừng suy nghĩ suốt năm suốt tháng để mà lo lắng mười mấy event hội Tết cổ truyền, thành công đáng kể những ngày tháng kế, việc tới rần rần cúng lễ tiền nhân anh hùng dân tộc, khuyến khích năm học, tổ chức mùa hè trung thu thiếu nhi, nhớ ngày quân lực giúp người khốn cực là thương phế binh, vinh danh cờ vàng vào ngày quốc hạnh cơ mà quốc hạnh. Bà bẩn mà ơi là bẩn mà chẳng hề rên, thật đáng lưu tên, xin chờ chúc phúc cũng đáng không phục. Giới trẻ sinh viên công tác thường xuyên trong mọi công việc như tổ chức Tết, làm việc nặng nề khó nhọc dâm bề, chẳng hề tiếc xúc cơ mà tiếc xúc Ngọc Hoàng. Đáng khen cho ban chấp hành của các hội đoàn, đặc biệt là giới trẻ sinh viên thanh niên. Ta có nghe ông chủ tịch cộng đồng báo về việc làm của các hội đoàn, thật là đáng khích lệ. Who's next? Thôi để tôi nhé, tôi giữ tay hòm chìa khóa để tôi báo cáo. Dạ, thần là táo truyền thông xin báo cáo ạ. Một việc rất cực là Tết Trung Thu, tiêm ấp đầu tư công phu tổ chức ở tại rèm đỏ 3 ngày 2 đêm, đồng hương mọi người tham gia hưởng ứng trách nhiệm điều hướng nha sĩ anh Phi, mà mỗi quán chi anh Phi gánh hết, văn nghệ tuyệt vời, trang trí đẹp tươi, công chúng nhiều nơi, chính quyền sở tại lại có cơ hội hiểu biết thiếu nhi những điểm đáng ghi trong văn hóa Việt, tạo tình liên kết giữa các cộng đồng. Xin được ghi công cho ban tổ chức, mọi việc cũng được nô vài chủ trương, kết quả đáng mừng sau bao vất vả. Thiên thu văn hóa Lý Đô Sài Gòn để cho các con nhớ về nguồn cội, hội đồng thành phố bỏ phiếu thông qua toàn bộ 13 nghị viên đồng ý, nô và hoan hỷ thắng lợi bước đầu, còn nhiều bước sau hy vọng qua mau, tương lai trụ cột là giới trẻ thôi. Nguyện xin đất trời chúc lành giới trẻ cái mà giới trẻ. Em có đi coi Tết Trung Thu vừa qua, thấy rất đẹp và rất là vui. Các em thiếu nhi thật sự có một ngày Tết Trung Thu truyền thống thật là ý nghĩa. Riêng chậm thì thích nhất là các cô người mẫu xinh đẹp biểu diễn thời trang. Táo nè, nếu như ta muốn mời mấy cô đó làm tiên nữ cho ta thì Khanh có lo liệu được không? Ngọc Hoàng tham lam quá. Đừng nói đến tiên nữ, thần thanh như con khoái. Chuyện gì? 3.001 tiền
tiên nữ trên đây còn chưa đủ sao Ngọc Hoàng? Ở đâu mà có lẽ một mà từ lâu ta không biết à? Khoảng nhiều quá nhớ không biết kìa. Là thằng hiếp chứ mà Ngọc Hoàng. Mấy người không nhập thần nữa. Ồ, vậy đó hả? Thôi, mày bỏ đi nha. Còn ai nữa không? Dạ dạ, thần cáo thời sự xin bẩm báo tình hình thế giới với Ngọc Hoàng à. Thì con nói đi. Trước tiên là tình hình nước Mỹ trong một năm qua tương đối an hòa, họ tay cũng ít, công ăn việc làm tràn lan đài hải, với sự lèo lái của Tổng thống Trump âm thầm tiêu diệt trên bọn khủng bố, bảo vệ an ninh hòa bình thế giới. Thế giới mà thế giới. Nói tiếp thì cái tình hình thế giới tốt đẹp thì táo đi thì buồn cho nước Việt lắm Ngọc Hoàng ơi. Tình hình bên nước Việt Nam là buồn cho nước Việt. Thánh thượng nghe chưa, tham nhũng thừa nữa, vài trăm nghìn tỷ đục quét ngân quỹ, đoàn giới chót vu, mùa hoàng thất thu, mùa màng thất thu, dân không đủ sống, chuyện đáng báo động, đạo đức suy đồi, khốn khổ trăm bề, cầu cổng nó đè, biển đông nó chiếm, rồi chẳng bao lâu, còn đâu nước Việt, kinh tế cạn kiệt, dân trốn sang Anh, gặp bọn lưu manh, 39 người chết. Quá Ngọc Hoàng. Mình buồn lắm Ngọc Hoàng. Ổn quá Ngọc Hoàng. Nhưng còn chưa hết đâu, còn có thêm chuyện cụ kình ở xứ Đồng Tâm, chúng đem ngàn quân tiếp cụ thế thảm. Một cụ già 84 tuổi mà chúng muốn đem 1.000 quân chúng giết như là chúng đi giết giặc, giặc tàu nó đánh thì mà giặc chúng lại lại không có giặc giết. Nhân dịp ngày Tết nỗi đau chưa hết, xin kết lại đây chúng ta xung vầy, cầu cho nước Việt không còn cộng sản, mong ngày tươi sáng, tươi sáng cái mà tươi sáng. Chẳng nghe mà đau nhói đâu, đáng thương cho dân nước Việt luôn chịu cảnh đô hộ của bọn cộng sản vô thần mà phải tha hương khắp nơi. Trọng cảm ơn các táo hôm nay đã về chầu báo cáo các chuyện trần gian vừa năm vừa qua. Các anh hãy cùng với trọng đón chào một mùa xuân mới đang về và chúc mừng năm mới mọi người hiện diện nơi đây và trên toàn thế giới. Nào chúng ta cùng chúc ý hợi đang qua, canh tí đang tới, kính chúc mọi nơi năm mới an khang, làm ăn sung túc, gia đình hạnh phúc, cuộc sống vui tươi, đón nhà tiếng cười, mọi người đón xuân cái mà đón.